Lê Thắng bến chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh Địa đồ Sài Gòn Trong chương trình Tờ sự Thế giới ngày hôm nay, gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây Không thừa nhận thất bại, Putin nói Nga rút quân khỏi Kiev để tạo điều kiện đàm phán Tiếp đà phản công, vũ khí hạng nạn ồ ạt đổ về Ukraine Phó tham mưu trưởng của Putin xuất tử trận, phó binh Ukraine bắn đúng vào chỗ ông ta vừa đứng không lòng Ukraine phục kích xóa sổ một tiểu đoàn lính đánh thuê của Nga Và ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết Không thừa nhận thất bại, Putin nói Nga rút quân khỏi Kiev để tạo điều kiện đàm phán Kính thưa quý vị khán tính giả của Lido Sài Gòn Tổng thống Putin cho biết lực lượng của Nga rút quân khỏi thủ đô Kiev nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Ukraine Để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, quân đội của chúng tôi đã rút khỏi trung tâm Ukraine, khỏi Kiev Chính quyền Kiev đã từ chối thực hiện các thỏa thuận này, mặc dù chúng đã đạt được trên thực tế. Tổng thống Putin nói trong một cuộc họp báo sau chuyến thăm tới Iran hôm 19 tháng 7. Nga hồi tháng 3 thì cũng đã tuyên bố rút lực lượng quân sự khỏi Kiev và các thành phố ở phía bắc Ukraine. Sau đó thì Nga tập trung binh sĩ và khí tài đến miền Đông, đặt mục tiêu giải phóng hoàn toàn khu vực Donbass. Ông Putin cũng đã nói thêm, Kết quả cuối cùng tất nhiên không phụ thuộc vào các nhà đàm phán, mà phụ thuộc vào những mong muốn của các bên để đạt được những thỏa thuận. Hiện tại thì chúng tôi thấy các nhà lãnh đạo của Kiev không có mong muốn như vậy. Thưa quý vị, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine thì cũng đã bị đình trệ kể từ lần cuối cùng được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3. Cho đến nay thì hai bên tiếp tục bất đồng về các điều khoản khi mà đi tới những thỏa thuận hòa bình. Nga tuyên bố chỉ chấm dứt chiến sự khi mà Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra, gồm cam kết trung lập vĩnh viễn, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass. Tuy nhiên, giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định rằng không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ. Hồi đầu tháng 7, thì cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykola Vodolias, đưa ra những điều kiện để đạt được những thỏa thuận hòa bình đối với Nga bao gồm Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine công nhận quyền chủ quyền của Ukraine, trao trả tù binh và tuân thủ cơ chế bồi thường trong chiến tranh. Ngoại trưởng của Nga Sergei Lavrov hôm nay thì cũng đã tuyên bố rằng Nga đã mở rộng mục tiêu quân sự ra ngoài khu vực miền đông của Ukraine. Ông cũng chia sẻ việc phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine đã thúc đẩy Nga chuyển hướng sự tập trung từ Donetsk và Luhansk, hay còn gọi là khu vực Donbass tới các khu vực khác nằm ở miền nam Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng vị trí bây giờ đã được thay đổi. Nga không chỉ tập trung vào Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, mà còn cả khu vực Kherson, Zaporizhia và một số vùng lãnh thổ khác. Tổng thống Zelensky hôm ngày 18 tháng 7 đã xác nhận rằng Ukraine đã giải phóng 1.028 khu dân cư, trong khi 2.621 khu dân cư khác vẫn bị Nga kiểm soát. Vào tháng trước, thì ông Zelensky cho biết Nga nắm giữ khoảng 1 phần 5 diện tích Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và lãnh thổ miền Đông do phải ly khai thân Moscow nắm giữ. Tiếp đà phản công vũ khí hạng nặng OAK đổ về Ukraine Thưa quý vị, những ngày vừa qua, quân đội Ukraine liên tục nhận thêm nhiều vũ khí hạng nặng từ các đồng minh đến từ phương Tây. Trong một bài tuyên bố ngày 20 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ Lloyd Alton cho biết rằng Mỹ sẽ tiếp tục gửi thêm 4 hệ thống phá phản lực phóng loạt HIMARS cho quân đội Ukraine. Ông Austin cũng nói, cuối tuần này chúng tôi sẽ tiến hành một đợt viện trợ vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự tiếp theo cho Ukraine. Đây là đợt viện trợ quân sự thứ 16 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine kể từ tháng 8 năm 2021. Bốn tổ hợp pháo phản lực phóng loạt và những hệ thống hỏa tiễn tiên tiến khác sẽ được chuyển giao trong tuần này. Quân đội Ukraine trước đó đã sử dụng rất hiệu quả những vũ khí này để tạo ra sự khác biệt trên chiến trường Ông Austin cũng đã khẳng định, việc viện trợ cho quân đội Ukraine đã được tiến hành như một nỗ lực tập thể của rất nhiều quốc gia khác nhau. Một bộ trưởng quốc phòng cho biết thêm, hơn 30 quốc gia đã gửi vũ khí sát thương cho Ukraine trong thời điểm Kiev phải căng bình đối mặt với tình thế nguy hiểm. Việc viện trợ như thế này vẫn đang được tiếp tục. Ở một diễn biến khác, thì Bồ Đào Nha là một quốc gia tiếp theo gia nhập nỗ lực viện trợ vũ khí cho Ukraine. Truyền thông nước này cho biết, các xe bọc thép chở quân M113 và M114 của quân đội Bồ Đào Độ Nha đã rời khỏi ranh trại Santa Margarida hôm ngày 8 tháng 7 và đang trên đường vận chuyển tới Ukraine. Trước đó thì Lisbon cũng đã đề nghị chuyển giao nhiều lựu pháo cùng với số máy hạng nặng Bowins cho Kiev. Thưa quý vị, ngoài Mỹ và Bồ Đào Nha, trong những ngày vừa qua thì Canada cũng đã có những động thái tiếp theo nhằm hỗ trợ vũ khí cho quân đội Zelensky. Theo đó, thì một chiến dịch gây quỹ cộng đồng đã được lập nên để mua các máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất cho Ukraine. Theo như trong kế hoạch, thì Ottawa mong muốn sẽ nhận thêm khoảng 5,5 triệu đô la Mỹ để mua và tặng UAV Bayraktar TB2 cho Kiev vào đúng ngày 24 tháng 8, ngày quốc khánh của Ukraine. Quý vị thân mến, trong những bối cảnh Ukraine đang phải căng mình chống lại những đợt tấn công của Nga ở khu vực Donbass, cũng như là dồn lực phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ ở phía nam nước này, các loại vũ khí hạng nặng đang được phương Tây viện trợ đã và đang đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giúp quân đội cân bằng ưu thế hỏa lực với lực lượng của Nga. Và thêm vào đó, những loại vũ khí tấn công như là pháo phản lực HIMARS cũng cho phép quân đội Ukraine tấn công phủ đầu vào các mục tiêu quân sự, trong đó có nhiều kho hậu cần và tuyến đường tiếp theo tuyến vận chuyển của Nga. Phó tham mưu trưởng của Putin suýt tử trận. Pháo binh Ukraine bắn đúng vào chỗ ông ta vừa đứng không lâu. Thưa quý vị, bản báo cáo chiều thứ tư ngày 20 tháng 7, cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đã bày tỏ rất tiếc nuối vì đã trễ một bước trong cuộc tấn công nhằm giết chết Sergei Krenenko, phó tham mưu trưởng của Tổng thống Nga Putin. Sergei Krenenko đã suýt chết trong một cuộc pháo kích sau khi lực lượng vũ trang Ukraine đã nã đạn vào thành phố Nova Karkoka ở miền đông Kherson hôm thứ Hai, sau khi có các tin tình báo cho thấy rằng ông này đang có mặt ở đó. Kirenko, một trong những quan chức hàng đầu của Nga và là cánh tay phải của Putin, được cho là ở khu vực Kherson bị chiếm đóng ngay trước đó khi mà quân đội Ukraine nã pháo vào một nhà máy thủy điện trong thành phố. Các phương tiện truyền thông của Nga thì cũng đã khẳng định các báo cáo ở phía Ukraine trích dẫn một nguồn thông tin từ khu vực Kherson. Nhà báo của Nga, Shevino Pekos, cũng đã viết trên kênh Telegram của mình, khẳng định rằng Kredenko đã đến thăm nhà máy thủy điện Kakos Koskaya và sau đó thì gặp gỡ các quan chức địa phương của Nga. Theo như nhà báo, khi cuộc họp kết thúc và các quan chức bắt đầu rời đi, các lực lượng vũ trang của Ukraine đã tấn công vào nhà máy thủy điện. Pekos đã viết, những người tham gia các cuộc họp đã ẩn nấu trong tầng hầm, không ai trong số họ những người tham gia các sự kiện bị thương. Nhà báo này cũng nói thêm, Phó Tham mưu trưởng Sergei Krenko của Tổng thống Nga Putin suýt bị chôn vào các cuộc pháo kích sau khi các lực lượng vũ trang của Ukraine nã pháo vào thành phố Nova Kakhovka vào hôm thứ Hai. Thưa quý vị, cơ quan truyền thông nhà nước Nga RIA Novotis đưa ra thông tin trái với Begos và nói rằng ông này đã rời khỏi nhà máy thủy điện Kakhovka ngay trước đó sau khi xảy ra một vụ tấn công. Chích dẫn một nguồn tin trong số những người đi cùng với Kriyanko, RIA Novotis nói rằng cơ sở đã bị tấn công sau khi anh ta rời khỏi. Nguồn tin trong phái đoàn nói với RIA Novotis rằng Chúng tôi an toàn, mọi thứ thì đều ổn. Họ tiễn đã bắn trúng vị trí nơi những chiếc xe của phái đoàn của chúng tôi vừa đậu. Hai người của bảo vệ nhà máy thủy điện đã bị thiệt mạng. Thưa quý vị, người đứng đầu của chính quyền thành phố Vladimir Leonotis cho biết rằng mức độ thiệt hại của nhà máy thủy điện vẫn chưa rõ ràng, theo như hãng tin Internet URA đưa tin. Thưa quý vị, RIA Novotis trích dẫn một nguồn tin nói rằng một đường ống dẫn khí đốt đã bị hư hỏng ở khu vực lân cận của nhà máy thủy điện, nhưng mà nguồn điện đó đã không ngắt sau cuộc đình công. Hãng tin này cũng đưa tin quân đội Ukraine đã pháo kích vào Novia Kakoka hai lần vào tuần trước và các quan chức của Nga thì cũng biết rằng cuộc tấn công đầu tiên được thực hiện bằng hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao M142 do Mỹ cung cấp, được gọi là HIMARS. Sergei Kriyanko được tương trình là đã về thẳng mặt tư khoa để cho chắc an bỏ ngang các kế hoạch thăm viếng theo như dự trù. Natalia Humenius, người đứng đầu trung tâm báo chí điều phối thống nhất của lực lượng an ninh và quốc phòng miền Nam Ukraine, nói với hãng thông tấn Ukraine Uniform hôm thứ Hai Ukraine gần đây đã phá hủy hai kho đạn quân sự của Nga ở khu vực Kherson, trong đó có một kho ở Nova Kakoka. Humanius nói rằng những cuộc công kích như thế này dẫn đến việc quân Nga thiếu đạn dược để tấn công vào các vị trí của Ukraine, đồng thời nói thêm họ thấy những kết quả rất tốt. Những cuộc tấn công như vậy không chỉ làm gián đoạn chủ hậu cần của khu vực mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của quân xâm lược. Newquiz đã liên hệ với Bộ Ngoại giao của Nga để đưa ra bình luận nêu trên. Ukraine phục kích, xóa sổ một tiểu đoàn lính đánh thuê của Nga Thưa quý vị, quân đội Ukraine tuyên bố đã hạ rất nhiều binh sĩ thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga. Trong một thông báo được đưa ra trên mạng xã hội Facebook, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 mang tên Hasman Ivan Vihovsky của quân đội Ukraine tuyên bố Đơn vị này đã phục kích và hạ một tiểu đoàn binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga. Thông báo trên cho biết rằng một lần nữa, nhờ sự huấn luyện gắn kết và chuyên nghiệp, chúng tôi lại lập một chiến công đầy ngoan cường và can đảm trên chiến trường. Các binh sĩ của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 mang tên Husman Ivan Viokis đã hạ toàn bộ một tiểu đoàn các tay súng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga. Theo như thông tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, để đối phó với lực lượng lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine, quân đội Nga đã huy động các tay súng chuyên nghiệp từ các công ty quân sự tư nhân Wagner tham gia vào cuộc xâm lược của nước này tại Ukraine. Các binh sĩ của công ty này cũng đã sát cánh cùng với chủ lực Nga trong nhiều nhiệm vụ, đóng vai trò lớn trong các chiến dịch giành quyền kiểm soát thành trì Lysychiansk ở tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine. Nhiều nguồn tin cũng khẳng định rằng các binh sĩ thuộc công ty Wagner đã hợp tác với quân đội Nga trong cuộc xung đột tại Syria. Bộ Quốc phòng của Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những tuyên bố của lũ đoàn bộ binh cơ giới số 58 Ukraine. Từ trước cho đến nay thì cơ quan này đã liên tục phủ nhận mọi cáo buộc về sự liên quan của Nga tới công ty quân sự tư nhân Wagner. Trước đó, trong một thông báo được đăng tải trên ứng dụng Telegram vào ngày 19 tháng 7, cục trưởng cục tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố Lực lượng này đã phát hiện một tiểu đoàn biệt kích hải quân thuộc hạm đội phương Bắc của Nga hoạt động bí mật tại khu vực Kharkov, miền đông bắc Ukraine. Đơn vị đặc nhiệm KES của lực lượng tình báo Ukraine đã được huy động và một cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra giữa hai bên tại khu vực làng Demantivska ở khu vực Kharkov. Kiev cho biết, với sự hỗ trợ của các lực lượng tự vệ địa phương và vệ binh quốc gia Ukraine, các biệt kích KES đã khiến đơn vị biệt kích Nga chịu thương vong lớn và buộc phải rút lui. Chủ hy trưởng của đội biệt kích Nga Stanislav Trosnes đã bị bắt giữ và hiện đang được chữa trị trong một quân y viện của Ukraine. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của chúng tôi. Mến chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui.